cả nhà, Vicky đang ở thành phố Lisbon, là thủ đô của đất nước xinh đẹp Bồ Đào Nha. Thành phố này rất là đặc biệt bởi vì nó nằm ven biển. Mặc dù là Vicky đi vào mùa đông, đang là tháng 2, nhưng mà thời tiết ở đây rất là mát mẻ và dễ chịu, không có lạnh lẽo giống như là những nước khác ở trong châu Âu. Hôm nay Vicky sẽ dẫn các bạn đi tham quan xem ở thành phố Lisbon này có gì thú vị nha. Chúng ta cùng đi thế nào. Điểm đến tiếp theo của Vicky là LS Factory. Đây là một khu vực tập trung những nhà hàng và quán cà phê. Và có điều gì đặc biệt ở đây thì như các bạn cũng đã thấy, những cái quán cà phê và nhà hàng ở đây rất đặc biệt bởi vì nó được thiết kế và trang trí nhìn rất là art, rất là nghệ thuật. Như ở đây có một con ong khổng lồ, rất là đẹp. Ở trên con đường này có mấy cái cột đủ màu rất là cute luôn á mấy bạn. Đây, mấy cái cột đủ màu, như là mấy viên phấn á. Vicky đang đứng trước tiệm chocolate đó các bạn, mà mình tưởng là đứng trước tiệm vàng không mà thấy quá trời vàng ở trong luôn đó, quá trời vàng. Bởi vì đường ở đây khá là nhỏ, đất khá là nhỏ nên phương tiện chủ yếu của mọi người ở đây là xe điện các bạn. Vicky đang đứng đợi để quay cho các bạn coi cái xe điện này rất đặc biệt. Nó đã rất là cũ rồi, có từ thời xưa mà nó vẫn chạy tới bây giờ luôn.
giờ là, bây giờ là mấy giờ anh? Gần 5 giờ. Ok. Bây giờ là gần 5 giờ chiều. Vicky sẽ chuẩn bị đi ra biển. Không biết biển chiều có đẹp không? Bây giờ đói bụng quá nên là Vicky sẽ ăn đỡ cái bánh này. Cái bánh này hồi sáng ở trên máy bay người ta cho mình đó. Tối nay thì mình tính đi ăn đồ Việt Nam nữa, nhưng mà Vicky thấy là trong mấy cái clip trước là Vicky đi toàn đi nước nào Vicky cũng đi ăn đồ Việt Nam. Nên là tối nay mình quyết định là sẽ đi ăn gọi là sao ta? Sẽ đi ăn đặc sản, sẽ đi ăn đặc sản của cái đất nước này để coi cái món ăn đó như thế nào. Rồi mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món ăn đặc sản ở đất nước Bồ Đào Nha là gì nha. Hiện ở bên đường có một cái chú này, chú đang làm xếp mấy cục đá lên mà không có dùng keo đâu nha các bạn, chỉ là xếp mấy cục đá chồng lên nhau xong rồi làm thành hình tượng đủ thứ con, hay lắm. Hello, là mình sẽ đi lên lâu đài Pena. Thì trên đường đi lên lâu đài có một sinh vật lạ rất là to các bạn. Các bạn chuẩn bị tinh thần nha. Vicky sẽ cho các bạn xem. 1, 2, 3. Đây là một cái nhà rất là lạ luôn á. Cái cửa là cái miệng, xong rồi có cái lỗ mũi, rồi hai con mắt, rồi có tóc lởm chởm ở trên nữa. Để quay lại gần. Đây. Cái này giống như cái mặt người vậy đó các bạn. Mắt, mũi, miệng, rồi có tóc. Vicky với lại Vicky với anh Henry đang ở một cái nhà hàng, đúng nghĩa là nhà hàng của Bồ Đào Nha luôn các bạn. Từ cái cách trang trí rồi những cái gạch trên tường hoa văn nó rất là đẹp. Đây là ly bia của anh Henry. Đi anh cầm lên cho mọi người coi. Nhỏ xíu. Bia có người tí không? Nhỏ xíu, cái ly bia nó nhỏ xíu à. Trời ơi, uống bia uống rượu đế. Tại vì đây là thành phố biển nên là Vicky quyết định là chọn món biển. Mình ăn bạch tuộc. Còn anh Henry thì ăn steak với lại trứng. Không hiểu tại sao.
Cô Vicky nhìn hấp dẫn không? Ok, bây giờ ăn nha. Cô sốc vô. Địa hình ở đây nó cũng lên xuống nên là có rất là nhiều đường đồi dốc. Nhà thì cũng khá là đơn giản, không có xây quá cầu kỳ. Đa số là apartment, tại vì đất ở đây ít á, nên là đa số là họ ở apartment thì nó tiết kiệm diện tích hơn. Hello, hello. À, Vicky đang trên đường đi ra biển thì mình đi ngang qua một cái công viên, là ở đây có rất nhiều cây, cái này không biết cây cam hay cây quýt nữa các bạn, mà nó có nhiều trái lắm. Đó, đây là Vicky quyết định tấp vô hái. Để bây giờ mình đi hái nha. Nè, quá trời trái luôn. Trời ơi, mà không biết sao ở đây không ai hái hết. Không ai thèm hái luôn. Giờ Vicky đi hái thử. Để mình lựa trái nào đẹp đẹp đây. Ôi đã quá. Yeah, không biết có ăn được không. Vicky hái 3 trái. Để bây giờ mình lột ra thử coi ăn được không nha. Anh Henry nói nếu mà ăn được thì mình ra hái thêm. Nhưng mà hái hồi hộp lắm các bạn. Không biết có ai ra bắt mình không nữa. Trời, trái cam này vỏ dày quá. Trời lạnh quá, vỏ dày. Nó nghĩ cái này là trái quýt đó, không phải trái cam đâu. Yeah, trái quýt. Chua lè. Không ăn được. Chua lè. Hèn chi không ai hái hết. Oh my god. Trời ơi, hèn chi không ai hái hết các bạn ơi. Thấy chưa, đây là thủ phạm. Đây, đây là thủ phạm đã xúi tôi hái bậy và cuối cùng là không ăn được. Chua còn hơn giấm nữa. Tèo quá. Anh nghĩ sao? Thử cái mấy cái trái khác thôi. Chứ mà ngọt là người ta hái rồi, đâu có đợi tới phiên mình. Bây giờ Vicky sẽ thử thêm một trái nữa nha. Hử rồi, em hử mùi á. Sao em biết được? Có cái nó thơm. Mình sờ nè, cái này cứ cứng quá, cái này mềm nè. Em lựa mấy trái mà nó già rồi đó. Sao nên em không được bất kỳ trái mà cây khác. Chua. Ở đây chục cây. No. Cây khác nè, hai trái hai cây khác nhau mà. Chẳng thử coi. Thôi, đem dục thùng rác. Fail quá các bạn ơi. Bởi vậy người ta mới có câu là thăm thì thăm. Để dành đi, để thơm. Đang ở bãi biển Camilo. Đây là một bãi biển của vùng Lagos ở nước Bồ Đào Nha. Thì cái bãi biển này có thể nói là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới đó các bạn. Ở đây có những cái hòn đá rất là cổ xưa
khi mà Vicky ở đây á, mình cảm giác giống như là mình đang lạc vào cái thời tiền sử á. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xuống biển để khám phá nha. Đi thôi. Vicky phát hiện ở bên kia đó, đó đó, ngay tay của Vicky đó, thấy không? Có cái cục đá này nó hình giống như là con voi vậy đó. Đây, cái cục đá này nó giống như là một con hình một con voi. Bây giờ mình sẽ đi lên lại bãi giữ xe. Lạnh quá, gió nhiều quá. Vicky giảm cân luôn á các bạn. Tại đa số là mình đi bộ cũng nhiều. Hồi nãy mình đi xuống thì thấy nó dễ. Bây giờ đi lên mệt quá. Từ cái đường từ ở trên đỉnh núi mà đi xuống dưới cái biển này cao lắm. Đây, đi qua cầu thang rất là cao luôn á. Uổng phí cái công leo xuống leo lên của các bạn đâu, tại vì bãi biển này rất là đẹp. Ok, tới nơi rồi. Rồi tới bãi giữ xe. Bây giờ Vicky sẽ di chuyển đến một nơi khác nữa để theo Vicky nha. Ở nước Bồ Đào Nha này có nhiều thành phố nằm kế biển xinh đẹp quá các bạn ơi. Vicky đang ở một thành phố biển nữa, đó là thành phố Benicia. Nơi mà Vicky đang ngồi là những cái tảng đá nằm sát dưới biển luôn các bạn. Những cái gành đá này á, rất là đặc biệt, chúng nó xếp chồng lên nhau qua rất là nhiều năm rồi á. Đây cũng là một địa điểm rất là thú vị để mà chúng ta đến và khám phá. Khi mà mình đứng ở dưới đất á, mình nhìn thấy những cái cục đá này nó rất là bình thường đúng không các bạn? Đó, bây giờ Vicky đi lên cao để cho các bạn coi. Giữa những cái cục đá này nè là nó cũng sâu á. Nó có những cái khe hở rất là sâu. Đây, thấy không? Hồi nãy mình đứng dưới thì thấy bình thường.
Ở bên đây có một con đường đi xuống biển. Vicky đang đi xuống biển theo cái con đường này. Con đường nhỏ xíu rồi các bạn. Hai bên là vách đá, vách núi. Đây, con đường nhỏ xíu. Bước cẩn thận, cái bậc thang này nó cao lắm. Đó. Wow. Con đường đi xuống dưới biển các bạn. Con đường nhỏ xíu. Con đường nhỏ xíu à. Đẹp lắm. Wow, paradiso đẹp luôn á. Giống như là một cái tảng san hô khổng lồ vậy đó. Đây. Giống như là một cái san hô khổng lồ. Có những cái vết nứt nữa nè. Ngay sát biển luôn. Đây là biển. Và Vicky ở đây. Bây giờ Vicky phải đi lại lên trên đó. Cả một vấn đề. Tại vì Vicky điệu quá. Vicky đi mà Vicky mặc đầm. Mình đâu có biết là phải leo mấy cái này. À. Nhưng mà không sao. Cứ leo từ từ thì sẽ được thôi. Yeah. Yeah yeah yeah. Lên rồi, lên rồi. Lên rồi, lên rồi. Đến nghỉ mệt chút xíu. Vách đá ở đây nó cao mà nó thấy ghê thiệt các bạn. Vậy mà từ sáng tới giờ Vicky leo giống như là con khỉ. Rất là cao luôn. Vicky không leo nữa đâu. Sợ quá. Mình sợ độ cao nữa chứ. Biển ở đây mát quá các bạn ơi. Vicky mới phát hiện ra ở đây có cái biểu tượng hình con cá kêu lắm. Hey. Con cá, con cá. Nhìn kêu quá ha. Từ ngay chỗ Vicky đứng á là mình có thể đi bộ ra tuốt ở ngoài kia luôn. Fala-te na riqueza, sem invejar. Viaja de barco, viaja de avião. Viaja num cartão, cheio de beijo. Viaja na fogo, viaja de barco, viaja de avião. Cái lỗ đường đó, thấy chưa, lo hát rồi chạy xe.
Một cái điều rất là đặc biệt ở châu Âu là đa số ở đây người ta lái xe số tay các bạn, chứ không có lái xe tự động. Mà Vicky nghĩ là mình ở đây một thời gian là mai mốt Vicky có thể qua Nhật ở được. Các bạn biết tại sao không? Tại vì cái người này, người đàn ông đeo mắt kiến đen này lái xe nhưng mà không có chịu gạt số. Mỗi lần mà chuyển số á, là toàn kêu Vicky không. Khi mà người ta lái, người ta chuyển số á, thì người ta sẽ dùng tay phải. Tại vì cái ghế ngồi á, là ở bên trái, đúng không? Thì người ta dùng tay phải để người ta chuyển số. Còn Vicky á, là anh Henry toàn bắt Vicky á, là chuyển số bằng tay trái không à. Đó, bởi vậy tương lai là có thể là một á, là Vicky sẽ qua Anh ở hoặc là qua Nhật. Chỉ có Nhật, Anh, Úc là cái tay lái nằm ở bên phải thôi. Do đó mà khi mà mình ngồi ghế bên phải thì mình sẽ ship, mình sẽ chuyển số bằng tay trái. Yeah. Bây giờ mình ở châu Âu mình tập ship bằng tay trái trước để mốt mà em đi thật, qua mấy. Thật ra em, nếu mà em qua đó em cũng đâu có lái đâu, thì em đâu có bằng lái. Nè anh thấy vui không? Em đi xe bus hả? Em đi xe bus. Nè anh thấy vui không? Vui, anh cười là vui. Tao cười sao? Anh cười là vui. Rắc cho miếng muối cho mặn mà. Nhạt nhẽo quá. Ok, ship cho anh đi. Nữa, đây. Đây, bây giờ Vicky sẽ ship cho các bạn coi nha. Ship bằng tay trái rất là chuyên nghiệp. Đó, để Vicky giới thiệu cho các bạn một chút xíu về cái ship này ha. Thì ở đây nó sẽ có 5 số, mà tùy xe nữa, có nhiều xe nó có 6 số luôn. Đó, thì mới vừa bắt đầu đạp Lush á, để chạy á. Thì thường á là mình sẽ vô số 1, rồi cứ theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5 thôi. Rồi còn cái chữ R này á, có nghĩa là reverse, là mình sẽ mình dùng để mà lùi xe ngược về sau á, thì mình sẽ vô cái reverse. Các bạn biết không? Biết sao? Giờ cái kia lái đã lắm, tay nó khỏe mà. Có thể bánh thì cầm râu, răng, không? Thay đồ luôn. Thay đồ luôn. Giặt đồ luôn. Rửa chén luôn. Ngủ được vài giây. Trời ơi các bạn ơi, mình đang đi trong công viên khủng long. Đường tối thôi. À, cây cao. À, ai sẽ nhảy ra bắt công mình, dễ nó chiên lên. À, mình người mình mở không. À. Anh đi ơi. Hả? Em hát cho anh đi nghe nha. Ok. Vicky đây. Vicky thấy là thời tiết ở đất nước Bồ Đào Nha này rất là mát mẻ. Ban ngày thì có nắng ấm, còn ban đêm thì không quá lạnh. Nhiệt độ chỉ dao động từ 13 độ C cho đến 15 độ C. Rất là lý tưởng để các bạn có thể gửi những cái kỳ nghỉ của mình ở đất nước này. Khi đến với Bồ Đào Nha, chúng ta có thể được thư giãn nè, ngắm cảnh đẹp của thành phố, vừa tắm biển mà vừa ăn đồ hải sản tươi nữa. Vicky đặc biệt thích nhất là món cá, các bạn nhớ là phải thử món cá nha. Rất là ngon luôn đó, mà tươi ơi là tươi luôn. Vicky cảm ơn các bạn đã xem đến cuối clip. Mong là các bạn hãy dành tình yêu thương cho Vicky một like, và cũng như đừng quên subscribe cho kênh channel của Vicky nha. Bye bye, stay awesome.